Quang Liệt kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Bánh Ngon Miền Tây. Ngày hôm nay thì Quang Liệt mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thực hiện món bánh da lợn nha. Quý vị biết không, tùy theo sở thích của từng gia đình mà bánh da lợn được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như có gia đình thì họ làm có sử dụng thêm đậu xanh nè. Nhưng cũng có gia đình thì họ làm với nhiều lớp bột với thật nhiều màu sắc xen kẽ. Nhưng chung quy lại thì bánh vẫn giữ được hình dáng đúng với tên gọi của nó từ ban đầu. Đó là từng lớp bột xếp chồng lên nhau trông thật là dẻo dai, y như là da của con lợn vậy đó. Nhưng không biết là người miền Tây tại sao lại gọi là bánh da lợn mà không phải là bánh da heo nhỉ? Câu hỏi khó quá, thôi chúng ta cho qua đi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bánh thôi nào. Hôm nay, chương trình mời các bạn sẽ cùng với nghệ nhân thực hiện món bánh da lợn thật thơm ngon nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đem đậu xanh không vỏ đã ngâm nước đi nấu chín thôi nào. Trong thời gian chờ đậu chín thì chúng ta sẽ chuyển qua công đoạn pha bột nhé. Bột gạo sẽ là nguyên liệu chính được sử dụng cho loại bánh này. Kế đến, cho nước cốt dừa vào và khuấy đều cho bột gạo được tan hết. Tiếp tục cho phần bột năng để tăng thêm độ dẻo cho bánh đó nhé. Và đường cát cũng không thể thiếu trong món bánh này đúng không nào? Các bạn hãy nêm thêm ít muối để vị bánh được đậm đà hơn. Như vậy là phần bột đã xong. Giờ thì đậu xanh cũng đã chín rồi đó. Các bạn sẽ khuếch cho đậu được nhuyễn ra. Sau đó đem phần đậu này cho vào máy xay sinh tố để xay cho thật nhuyễn mịn hơn nữa nhé. Ôi, các bạn nhìn xem, đậu xanh xay nhuyễn trông giống như kem sữa vậy đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục chia bột đã pha trước đó thành hai phần. Rồi cho đậu xanh xay nhuyễn vào một phần bột. Các bạn có thể cho thêm một ít bột năng nữa. Các bạn thấy không? Đây sẽ là màu vàng của lớp bánh và chắc chắn sẽ béo thơm lắm đây. Và phần bột còn lại được pha bằng màu xanh của lá dứa nhé. Như vậy là mọi thứ đã xong hết rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ việc đem đi hấp nữa thôi. Trước tiên, các bạn sẽ cho một lớp màu xanh lá dứa vào trong sửng đã khuếch vô ăn nào. Nhớ đậy nắp và hấp trong 10 phút. Khi lớp bánh đầu tiên vừa chín, thì nhanh tay cho tiếp phần lớp bột màu vàng của đậu xanh vào. Và cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ đổ xen kẽ thành nhiều lớp mà chúng ta yêu thích nhé. Các bạn nhớ là đợi lớp bánh vừa đổ chín thì mới cho lớp bột khác lên nha. Và sau thời gian chờ đợi thì bây giờ chúng ta hãy mở nắp xem nào. Wow,
một xiên bánh da lợn nóng hổi, nghi ngút khói. Còn chờ gì nữa mà không nhanh tay đem ra để nguội và cắt bánh thôi nào. Ôi, từng miếng bánh da lợn tròn thật là hấp dẫn làm sao. Lớp xanh thì thơm phức mùi lá dứa, còn lớp vàng thì vui vị đậu xanh, hòa cùng vị béo của nước cốt dừa nữa chứ. Quả thật là một món bánh không thể chê vào đâu được. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bánh Ngon Miền Tây cũng đã hết. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình này ở địa chỉ website trajinhtv.vn hoặc kênh YouTube và fanpage truyền hình Trà Vinh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hoàng Liệt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.